Thưa quý vị, ông Huỳnh Đức Hiển, tổ trưởng tổ dân phố 39 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, luôn hết lòng vì nhân dân, nhất là trong những ngày dịch khó khăn. Việc làm của ông Huỳnh Đức Hiển đã chạm đến trái tim của toàn bộ nhân dân trên địa bàn tổ và cả khu dân cư số 14. Những ngày thành phố thực hiện ai ở đâu thì ở đó, trăn trở về việc nhiều người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid-19. Ông Huỳnh Đức Hiển, tổ trưởng tổ dân phố 39, thường xuyên vận động kinh phí từ các cá nhân hay thậm chí là trích nguồn tiền của bản thân để hỗ trợ thực phẩm cho bà con nhân dân trong tổ và cả những tổ khác trong khu dân cư 14. Ông Hiển chia sẻ, trong đợt dịch này, không chỉ riêng ông mà toàn bộ lực lượng cơ sở đều rất vất vả vì số lượng công việc nhiều và nặng ký hơn. Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng, chỉ cần người dân tin tưởng chấp hành chủ trương của thành phố, dẫu còn vất vả bao nhiêu thì vẫn sẵn sàng hết lòng vì nhân dân. Về phát cho đất và phục vụ cho dân và tiếp thu, tiếp nhận tất cả những gì mà chủ trương ở trên đưa xuống là chúng ta phải cố gắng thực hiện cho thật tốt và luôn luôn gắn bó với người dân. Nếu người dân có những yêu cầu gì, mình phải kịp thời, nếu không làm được phải giải thích lý do để cho người dân thỏa mãn. Rất là năng động, trong sáu sâu sát nhân dân, bám sát cơ sở. Tổng đã quy động trong thời gian vừa qua thì rau ra là hiện nay đã cấp được hình trên 1.000 ổ bánh mì cho người dân. Và đồng thời rau củ quả mấy đợt thì cũng như hôm qua rồi hôm nay rồi tiếp theo những ngày đó thì ông rất năng động trong việc đó, ông sâu sát. Ngoài có tổ ông ra thì ông còn hỗ trợ cho các cái tổ, hai tổ còn lại là tổ 37, 38 để đảm bảo một cái nguồn thực phẩm cho người dân. Trong những ngày đó, ông Hiển đi không biết bao nhiêu lần để giao hàng đến tận tay cho người dân. Con đường hẳn đã in hàng dấu chân của người tổ trưởng này. Đến nhà người nào, họ cũng niềm nở thân tình với ông như người nhà. Người dân tổ 39 chia sẻ, họ cảm thấy rất may mắn khi có được người tổ trưởng tận tâm với ông Hiển. Được cái là được các đồng chí tổ trưởng và tổ phó chăm lo rất là nhiệt tình, rất là tận tình và chu đáo. Không kể là coi như sớm hay là trưa hay là tối, các đơn vị rất là hỗ trợ, rất là chu đáo, rất là tận tình cho bà con. Cho nên là hiện tại là coi như ở đây tinh thần của bà con ở xóm là coi như mọi cái vấn đề đều được cung ứng một cách tương đối là kịp thời. Hình ảnh ông Hiển là một trong số rất nhiều hình ảnh của những người tổ trưởng tổ dân phố vì dân. Trong những ngày dịch bệnh, bên cạnh lực lượng tuyến đầu chống dịch thì họ cũng không hề kém cạnh, sẵn sàng xông pha bất kể là sáng sớm hay đêm muộn để hỗ trợ cho nhân dân hết mức có thể. Tinh thần của họ, lòng tốt của họ đã lan tỏa ra khắp cộng đồng.